huấn luyện viên Park Hang-seo đang lo lắng cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Khác với thông tin trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sang châu Âu xem dò ít nhất 4 cầu thủ Việt kiều nhằm tìm kiếm nhân tố mới có chất lượng bổ sung cho đội tuyển Việt Nam, nhưng ông đã rút ngắn hành trình khi chỉ xem tiền đạo Alexandre đang thi đấu và dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào ngày 7 tháng 5. Vì một số lý do chưa được tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến, mà không đi xem dò các cầu thủ Việt kiều khác như thủ môn Philip Nguyễn tại Cộng hòa Séc, hậu vệ cánh Jason Quang, Vinpendum đang chơi cho câu lạc bộ Sochaux ở League 2, Pháp. Cùng với những thông tin cựu ngôi sao Việt Nam Phạm Thành Lương cũng như tiền đạo Anh Đức từ chối khéo lời mời trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam và việc chỉ xem dò tiền đạo Alexandre Đạt, rõ ràng ít nhiều cho thấy mối quan tâm lớn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là bổ sung hàng công cho đội tuyển Việt Nam hơn là ở các vị trí khác. Thủ môn Philip Nguyễn dù là thủ thành đang thi đấu ấn tượng tại Cộng hòa Séc, nhưng vị trí thủ môn chưa khiến thầy Park phải lo lắng khi ông vẫn đang có trong tay một Đặng Văn Lâm có phong độ tốt, thường xuyên ra sân chấn giữ khung thành cho câu lạc bộ Muang Thong United ở Thái Lan, hoặc những thủ môn trong nước đang được đánh giá cao như Nguyễn Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng, Phan Văn Biểu của câu lạc bộ Đồng Tháp. Ở vị trí hậu vệ cánh, hai cầu thủ Việt kiều Jason Quang, Vinpendum đang chơi cho câu lạc bộ Sochaux ở League 2 của Pháp hay Kevin Bùi ở Hà Lan cũng sẽ không nằm trong mối quan tâm của huấn luyện viên Park khi ông vừa đón tin vui với sự trở lại của hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh. Bên cạnh những cái tên đã thành danh trong đội tuyển và vẫn giữ được phong độ tốt như Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, nhưng hàng công thì khác. Ngoài việc chia tay tiền đạo Anh Đức vì đã lớn tuổi, mối lo của huấn luyện viên Park là rất có cơ sở khi ông phải nhận những thông tin không tốt. Như tiền đạo ngôi sao của Việt Nam là Công Phương đang bị mất phong độ, thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị, thậm chí còn không có cả tên trong danh sách thi đấu ở Incheon United tại Hàn Quốc. Ở vòng thứ 10 League, Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách thi đấu của Incheon. Tiền đạo Hà Đức Trình, người cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo đặc biệt ưu ái khi vẫn điền tên và trao trọng trách ở hàng công tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, thì đang thể hiện một phong độ kém cỏi, một lối trình diễn vật vờ trong màu áo của SHB Đà Nẵng, khiến huấn luyện viên Huỳnh Đức ngao ngán thốt lên: "Tôi không biết cậu ta đang làm gì nữa." Một cái tên khác là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, chắc chắn khó trông đợi anh sẽ tỏa sáng ở King Cup sắp tới nếu được gọi vào đội tuyển. Khi anh chỉ vừa mới bình phục chấn thương, Tiến Linh từng phải chia tay đội tuyển trước vòng loại U23 châu Á 2020 vì chấn thương giãn gân bao khớp dây chằng sụt trên đầu gối. Những vị trí ở hàng công lúc này tạm thời ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là Văn Toản, Minh Vương, Phan Văn Đức. Tuy nhiên, qua những lần chinh chiến ở các giải đấu cấp châu lục vừa qua, đặc biệt trước những đội bóng đẳng cấp, sở hữu thể hình vượt trội như Iran, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì Văn Toản, Minh Vương hay Phan Văn Đức bị yếu thế rất nhiều vì thể hình, khả năng tranh chấp bóng và đột phá trước khung thành đối phương. Điểm yếu lớn nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam là đang thiếu đi những mẫu tiền đạo đủ khả năng tranh chấp, đi nè, chiếm lĩnh vị trí không gian trước khung thành đối phương, điều mà thể hình luôn là yếu tố tiên quyết. Vậy nên việc huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ xem dò duy nhất cầu thủ Alexandre Đặng trong chuyến đi châu Âu lần này cũng là điều dễ hiểu. Khi cầu thủ có bố người Việt, mẹ người Na Uy có thể hình tương đối lý tưởng với chiều cao 1m84, đặc biệt, trong màu áo câu lạc bộ Nes Sosail ở giải hạng nhất Na Uy, Alexandre Đặng là một trong những chân sút chủ lực của đội, góp công giúp đội thăng hạng và trụ lại giải đấu cao thứ nhì Na Uy. Thống kê qua hai mùa giải, Alexandre Đặng ghi 21 bàn trên 25 trận mùa 2017, 14 bàn trên 32 trận mùa 2018. Đó là những con số đủ để thuyết phục huấn luyện viên người Hàn bổ sung cho hàng công của đội tuyển Việt Nam thêm phần mạnh mẽ hơn. Chưa có bất kỳ đánh giá nào của huấn luyện viên Park Hang-seo với màn trình diễn của tiền đạo Alexandre Đăng vừa qua, nhưng có thể kỳ vọng đây sẽ là nhân tố quan trọng được ông thầy người Hàn đưa về và giúp cho đội tuyển Việt Nam thành công ở những mục tiêu trong tương lai gần. Vô địch SEA Games 30, giành quyền tham dự World Cup 2022 ở Qatar sắp tới. Ngày 5 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp có mặt trên khán đài để theo dõi tiền đạo Việt kiều Alexandre Đặng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Nes Sosa khi làm khách trên sân câu lạc bộ Sandefjord ở vòng 6 giải hạng nhất Na Uy. Ở trận đấu này, Alexandre Đặng đã có mặt trên sân trong vòng 88 phút. Dù vậy, anh thi đấu không thực sự nổi bật trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Chung cuộc, câu lạc bộ Nes Sosa đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2. Câu lạc bộ Nes Sosa cũng rất quan tâm tới thông tin Alexandre Đặng muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, trang chủ của đội bóng hạng nhất Na Uy cũng đăng tải thông tin liên quan tới vấn đề này. Họ đã trực tiếp phỏng vấn Alexandre Đặng về việc muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1990 chia sẻ: "Huấn luyện viên Park Hang-seo và đại diện của VFF đã vượt qua chặng đường dài để tới đây. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm qua liên quan tới việc khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nếu tôi được trao cơ hội thì đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời." Tuy nhiên,
câu lạc bộ Nestosa cũng chỉ ra thách thức lớn cho Alexandre Đặng nếu muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Họ viết, đây là cơ hội tuyệt vời cho Alexandre Đặng song đi kèm với đó cũng là thách thức. Đầu tiên là sự khác biệt về văn hóa. Tiền đạo này sinh ra lớn lên ở Na Uy và mới chỉ về Việt Nam một lần. Bên cạnh đó, khí hậu ở Việt Nam cũng khác biệt rất nhiều so với Na Uy. Ở Việt Nam, thời tiết rất nắng nóng lên tới 35 độ C vào mùa hè. Câu lạc bộ Nestosa cũng cho biết Alexandre Đặng vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, họ ủng hộ tiền đạo sinh năm 1990 về khoác áo đội bóng quê cha trong thời gian tới. Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King Cup tại Thái Lan. Alexandre Đặng cũng như nhiều cầu thủ Việt kiều chưa chắc có thể góp mặt ở giải đấu này. Tuy nhiên, họ có thể được triệu tập ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để nhận được các bản tin tiếp theo của chúng tôi.